Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết một khu chuồng nuôi thiên Nga đã được xây dựng và bắt đầu đi vào hoạt động tại trang trại vịt Gwangpo, quận Yongseong, nhằm đẩy mạnh việc chăn nuôi thiên Nga ở quy mô công nghiệp. Sự kiện khai trương khu chăn nuôi thiên Nga được tổ chức hôm ngày 24 tháng 10 với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nam Hamjong Ri-yong Nami. Khu chuồng nuôi bao gồm nhiều dãy nhà với phòng chăm sóc chim non, phòng kiểm tra vệ sinh và có đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ quá trình sinh sản của thiên Nga. Thịt thiên Nga đang được mô tả là có hương vị thơm ngon và có giá trị dược liệu. Việc xây dựng khu chuồng nuôi thiên Nga sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Tờ Rodong Sinmun viết, theo NK News, Bình Nhưỡng bắt đầu nuôi thiên Nga đen để tiêu thụ từ năm 2020. Thời điểm đó, truyền thông địa phương dẫn lời một nhà nghiên cứu từ Bộ Nông nghiệp Triều Tiên cho biết thịt thiên Nga đen chứa nhiều protein hơn và dễ tiêu hóa hơn các loại thịt khác. Tháng trước, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thúc giục các quan chức chính quyền phải giải quyết vấn đề thiếu lương thực, tăng sản lượng thịt và cải thiện các phương pháp chăn nuôi.